Anh nhớ quý vị thân mến, chuẩn bị vào trận đấu rồi. Vâng, tuyệt vời. Vâng, về trận đấu vừa rồi thì tôi mới như vô thường, hai ông được ngồi hút thuốc với nhau rồi. Anh Dũng với anh Gunny bảo là thôi, hai thằng mày về tập hút thuốc dần đi là vừa. Tập hút thuốc dần đi, còn để đầu cánh cho anh nho. Mấy ông già lo. Egip là của game thủ gì đây? Egip là của game thủ Tôm. Vâng, bên kia. Vâng, bên bên kia có gì? Egip là của game thủ vô thường. Có bên kia có Seng Chôn Sơn và Iyamoto. Bên kia có Kenny Sang. Tôi tưởng Kenny Sang vẫn còn đang bận, nghĩa là thông cá sấu lo ve. Ông cá sấu lo ve bắt cóc lâu lắm mà chưa được thả về. Gunny, Miwan trong cánh. Vâng, tuyệt vời rồi. Tiểu Bạch Long Folesian. Vâng, anh Dũng lại cầm Folesian đầu cánh. Nhưng thấy voi thế này là tôi cảm thấy kích thích rồi. Cảm thấy sôi động rồi. Tôm đi, Yamoto. Tuyệt vời. Như vậy là bên kia cũng không còn là cái gì, còn là xem bên kia cũng không còn là cái gì, còn là giá trị quá đặc biệt nữa. Để bên này, quân bên này là đa phần là rất đẹp. Thậm chí còn có cả Miwan ở trong cánh, có thể làm chủ lực cực tươi, cực cứng dành cho anh Gunny. Đôi voi dành cho Tôm ngọt luôn. Câu luôn, không nói nhiều. Không nên nói nhiều làm gì, tán không được cái về luôn. Xúc luôn. Ôi giời, kiếm rất đi câu cái con trâu này, sao nó rát mãi nó không về. Thôi, một dân câu chết con voi không phải phi nhiều. Như vậy là bài của Tôm thì tôi nhìn thế này cũng đã ổn rồi, chắc chắn là sẽ có quả phụ, sẽ có thêm những đồ ăn mới thôi. Những bài trong cánh Yamoto sẽ dâng ra ngoài để chém cho Hoàng Phi Thường. Hoàng Phi Thường cầm Egip trận này, Hoàng Phi Thường Egip tôi nghĩ là chắc chắn sẽ phải đánh cung rồi. Egip sẽ phải đánh cung. Egip và Miwan đánh cung trận này, còn lại thì Gunny Miwan anh sẽ đánh cung, còn lại Tiểu với Nhong Folesian đầu cánh. Tôi nghĩ anh sẽ đánh lạc đà hơn. Này, tôi sẽ quay lại xem Tiểu Bạch Nhong đi. Quá hay dành cho Tiểu Bạch Nhong. 12/16. Vâng, và quán Dũng con 3 trong buổi chiều hôm nay. Những buổi chiều đầu khai trương càng lúc càng đông rồi. Ôi, tôi đang cảm thấy sự ngọt ngào, tôi đang cảm thấy cái sự yêu hâm mộ đế chế đặc biệt, và cũng như hâm mộ những thần tượng như Tiểu Bạch Nhong, như Gunny. Bây giờ các bạn đã ở hết đây rồi, và 10 ông con trai thì 8 bà con gái cũng đang đứng hết ở đây để chúng như chuẩn bị, vâng ạ. Chuẩn bị để cũng như chờ đợi tí nữa, chút nữa thôi thì chị nhà và anh Gunny sẽ đi về. Và tối hôm nay anh Gunny sẽ mời tất cả các bạn nữ được giảm giá và như khuyến mại đặc biệt trong cái chương trình của quán Dũng con 3, mở rộng ra thêm, mời các bạn đi uống cà phê. Tuyệt vời. 17/20 Folesian của Tiểu Bánh Long. Vâng, bài voi hiêu thế này, đây tôi gọi là voi hiêu bừa bộn ra đây rồi. Cứ từ từ ăn thôi, thêm một bãi quả nữa là anh sẽ đủ đồ, là tôi có thể yên tâm chuyển sang mình màn hình máy của người khác. Cứ câu thôi, cứ át xà ly câu thôi. 19/24. Như các bạn thấy đấy, vâng, và Tiểu Bánh Long anh không phải là game thủ No 1. Gặp sư tử cũng như gặp những động vật hoang dã, các anh rất từ tốn, nói chuyện rất đoàng hoàng, xong mới đè ra để thịt. Như ông Lô 1 thì con dân bị con sư tử dã chết thì ông cứ thế ông cứ kệ, để nguyên trong lúc sau vác dân được trả thù, mặc dù là cũng không có. À, đây rồi, trời ơi, đây cái chuồng gia súc ở góc 9 giờ đây rồi, ổn rồi. Một bài Folesian khá đẹp của Tiểu Bạch Nông. Vô Văn Thường, xem trận này anh có thể trở thành Hoàng Bất Thường được không, Hoàng Vi Thường. 22/28. Cũng đã thấy voi, đôi voi đấy anh ơi. Dò đến nó vào khoảng đen nghe xem có voi ở đấy được không. Câu về luôn. Vâng, mà cái thế dựa cột rất đẹp của anh. Vâng, thế nhà dựa cột. Dựa cột vào góc tường kia thôi cũng được. Có quả phu đây đã ổn rồi. Trở về máy của Tôm đi. Tôm nhà mô tô sẽ phải dâng nờ. Chắc chắn sẽ phải dâng nờ. Còn cái xem cái việc anh đưa cái lờ của mình dâng đi đâu cơ. Táp vào mặt của ai thôi. Như vậy là sẽ dâng cho Vô Thường rồi. Vâng, như các bạn thấy đây, những cái bài 44 này thì chiến thuật nó cũng đã rất là quen thuộc rồi. Có cái là nói chiến thuật ra để cho các bạn cũng đỡ cảm thấy ngắn ngẩm cái chuyện mà để chiều lòng tất cả các quý vị khán giả thôi. Bởi vì trong những cái ngày, trong những cái buổi bình luận đặc biệt như thế này thì có rất đông nhiều thành phần khán giả theo dõi ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Vâng, cả những bồ lão cũng thích xem, cũng thích xem những cái ngày trở lại của huyền thoại Tiểu Bạch Đông, cũng rất thích xem những cái ngày trở lại của huyền thoại và cũng như 9X Pro. Những cái người đã rời xa sân cỏ khá lâu rồi và nay trở lại, anh đang tạo ra được một cái gì khác biệt, một mình Tôm lên đời. Những game thủ của chúng ta trở lại đang tạo ra những cái làn sóng người hâm mộ đặc biệt
Vâng, như quay lại với cái chuyện quay lại với AOE, quay lại để theo dõi. Vâng ạ. Vâng, đặc biệt là có những bạn sẵn sàng, nghĩa là viết đơn. Vâng ạ. Cô ơi, cô giáo ơi, em ốm, xin phép cho em được nghỉ buổi chiều, nhưng thực ra là cũng ra quán game để xem Tiểu Anh Long đánh, quá tuyệt vời. Trong góc 3 giờ có trong góc 3 giờ có khách, trong góc 3 giờ có nhà của vợ Văng Lốp, tôm cạnh Văng Lốp lên rồi, sớm cứ vào Văng Lốp là phải vã ngay, xúc ngay. Con ngựa giò sẽ đầy đủ công giáp thôi. Con ngựa giò sẽ đầy đủ công giáp. Đây rồi, ra rồi, chúng ta sẽ cùng xem tôm đi. Và trước khi để trở lại với màn hình máy của đài truyền hình kỹ thuật số VTV3 với sự xuất hiện của Lam tài tử điện ảnh Dũng con David Dũng. Vâng, bây giờ Dũng bang chủ, bây giờ các anh trên Facebook còn lập ra cái bang chủ nữa. Vâng, 81 thành viên thì có một bang chủ và 80 phó bang chủ. Vâng, các anh bang chủ chuyên để giảm stress, bang chủ cũng có thể bị ăn gạch ăn đá. Vâng, đây rồi. Vâng, như vậy là trong góc 3 giờ không phải là Văng Lốp, đó là he he. Trong góc 3 giờ đó là he he. He he, anh cầm cái gì đây? Nhà của he he đánh chém nhà này, tôi không biết cầm cái gì nhưng đây là một nhà đánh chém. Johnson rồi, Johnson của he he Yamoto, mà gặp Johnson thì coi như là tập xác con bé con nhà mẹ chị định. 23/24, vâng, và ba thằng dân ngon ơ. Công thủ đầy đủ. Vâng, ngoài ra được tặng thêm cái mũ bảo hiểm hiệu Sandai của bên Nhật Bản. Chọc lốt thằng dân nữa đi, xong là rời đi cả thể. Vẫn súc. Úi trời ơi, con ngựa giỏ các bạn, để đấy nó hiệu quả đến mức độ kinh ngạc. Vâng, và hiệu quả và sáng sủa đến kinh ngạc. Xem Tiểu Bánh Long đi. Tôi thấy kích thích lắm rồi. Vâng, úi trời ơi, Tiểu Bánh Long anh đánh cung chứ không phải là đánh chém nữa. Như vậy là Gunny sẽ đánh chém. 25/28 dành cho Gunny. Vâng, Gunny như vậy đánh chém thật. Miwan không phải là vào đấy, một bài đánh cung chủ lực bên trong cánh, gặp ngay nhà của Boy bướng mình, Túc Tu Ti đầu cánh. Ờ, quý vị các bạn thân mến, vâng, trong lúc này ông kỹ thuật viên vừa nhét vào mặt tôi cái mẩu giấy. Vâng, là cell phone S, hệ thống bán lẻ điện thoại di động toàn quốc và sim Thăng Long, kho sim lớn nhất Việt Nam. Chuyên cung cấp sim số đẹp các mạng di động, kho sim phong phú và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, giá cả hợp lý. Đặc biệt đối với các game thủ AE hoặc thành viên của diễn đàn Game TV, khi đến mua sẽ được giảm giá 10%. Và cũng như xin chào cảm ơn rất nhiều cái theo dõi và cái nghe quảng cáo của tôi vừa rồi. Vâng, bây giờ trở lại với trận đấu rồi. Màn hình máy của game thủ Gunny, ông Vội vẫn cái lối đánh sexy và bốc lửa huyền thoại của mình. Anh đang gây ra rất nhiều khó khăn cho Tu Ti. Câu chuyện của Tu Ti. Tôm sâu kêu vòng 28/44, anh chém ngọt ngào quá rồi, như sang cái nhà thứ hai rồi. Tôm chém sang nhà thứ hai rồi. Vâng, bây giờ bà xã của Gunny đã chuyển sang. Vâng, đã rời hốc, không ngồi cạnh Gunny nữa và sang ngồi cạnh tôi cơ. Ngồi cạnh tôi để theo dõi toàn cảnh hơn. Theo dõi toàn cảnh hơn, nó cảm thấy kích thích hơn. Tối hôm nay thì có lẽ chị sẽ chuẩn bị về thôi. Còn các bạn nữ đang chờ sẵn để anh Gunny mời đi uống cà phê rồi. Vâng, không còn nói gì nhiều cả. Tuyệt vời gì cho Gunny trong buổi tối hôm nay. 28/44. Tôm ơi, sao lại khét đến vậy ở Tôm. Vâng, Đại An Valley tức game thủ tí, anh đang bức xúc lắm rồi. Chuẩn bị đập đầu vào bàn phím và quăng chuột ra khỏi màn hình rồi. Vâng, 28/44. Ui trời ơi, cứ xúc tôi cứ. Vâng, tay hòa thượng họ thích đã về đến đây rồi. Tiểu Bạch Long 24/72. Vẫn còn thủ nhà ngon. Ôi cái gì kìa, lông dân của Văng Lốp đang đứng biểu tình. Lông dân của Văng Lốp đang đứng hát quốc ca trên này rồi. Đoàn quân Việt Nam đi rồi. Trời ơi, đỏ hàng loạt ra anh mới biết. Vâng, đừng chê anh yếu anh già, hai tay hai gậy, anh vẫn còn là thanh niên em ạ. Vâng, Tiểu Bạch Long vừa đánh anh vẫn còn vừa kêu lên được. 28/68, tuyệt vời. Xem Gunny đi. Gunny, úi trời, Gunny 30/48, bắt sống cho này, không cho chúng nó thoát. Anh ơi, có mấy lão già thôi, để cho phù thủy phù. Gặn Tôm đi, Hoàng Phi Thường xem có cái trò gì, xem có sơ múi được cái gì của nhà ai không. 38/60, vâng đúng rồi, thế dựa cột thế này chỉ việc chờ thôi. Tôm 23/40, toàn chém ra mô tô, sóc chém được các bạn có thể đấy rồi, mà lực anh vẫn còn đầy. Đi vào cái bãi vàng này xong thì xem thêm thủ mộ. À đây là bãi vàng của Tôm rồi. Tôi đang bị đi. Đúng là mắt mũi bây giờ trong cái lúc mà bị nhét cái mẩu giấy vào mặt là tôi hoa mắt rồi. Đường lực của anh về nhà vẫn còn rất nhiều. Có ai sang cứu cái bãi vàng này không? Đi luôn vào bãi ruộng anh ơi. Chém luôn vào bãi ruộng, xúc luôn vào bãi ruộng đi. 24/40, đi vào bãi ruộng ở nhà game thủ tí đi. Phi Thượng cũng không, Tiểu Bánh Long 31/68 cũng không được khỏe được, do đang bị Văng Lốp quản khá là chặt. Như bạn thấy đấy, đã đánh chủ lực thì nó phải như thế này. Một hai con cung gờ liên tục phải đẩy đi, tìm những bãi bò nhỏ của nhà đối phương để bắn.
Vâng, tôi đồ rằng là ngày hôm nay bên phía Hà Nội sẽ phải sang đây đứt xích rồi, sẽ phải sang đây cõng cõng ngay ông Gani, ông ấy 80 cân thì hay là ông Gani nhường cho Tiểu Bạch Long rồi thưởng thức cái hương vị của mấy cái tay Hà Nội sang cõng từ tầng 8 xuống con xuống xong rồi cõng lên. Cứ đi vào hàng cầu thang thôi, các anh chơi khá thâm. Gặp vâng, Boy bướng mình Tuti đi quân khá tỉnh. Thôi chạy thôi anh ơi, bị ốp rồi, bị bắt rồi. Gani 38/48, tham này chém quá khỏe của Gani. Tại sao anh lại chém nó đúng cái phong cách bụi bặm của Mông Cổ như thế này. Đúng lạc đà Paleman, anh chém từ ngồi không yên nữa rồi, đứng ngồi không yên. Vâng, đêm không ngủ được, anh cứ đi ra đi vào the room. Vào rồi, tại sao lại mắc ở chỗ kia? Mấy con lạc đà đần độn này chúng mày cứ chui hết vào anh ơi, cứ chui hết vào đã. Chui hết vào mất hết kích lạc đà cũng được. Chém luôn, bây giờ vẫn là đây, bây giờ đã là lạc đà chém hai, vẫn là chém hai thôi. Không sao cả, vẫn phải xúc thôi. Một tuần loạt nhà khá hay, vâng, khiến cho Boy bướng bỉnh. Vâng, đây Tiểu Bạch Long đã qua đây xem màn hình máy của Tiểu Bạch Long VTV3 đây rồi, xem những cái này thích hơn. Vâng, 39/68, quá tuyệt vời cho Tiểu Bạch Long. Vô Thường chắc bây giờ đang dựa cột rồi, đang phải nhớ đến mấy anh. Boy bướng bỉnh xin ra tuyệt vời. Vâng ạ, 2-0 trong xê đấu thứ hai, tuyệt vời cho bên phía Thái Bình. Chúng ta chỉ bên chờ đợi trận đấu chung kết này cho các bên thủ bên phía Hà Nội thôi. Ngọt ngào quá, tuyệt vời quá, Gani ơi.